cô chị. Là chị mang mắt kính. Bye. Trời, hai anh em đang chơi mê mẩn luôn kìa. Chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay cho Chi lại đi học nhảy nữa nè cô chú. Nhưng mà hôm nay ba của Chi sẽ đưa Kim đi đến siêu thị để mua đồ ăn. Tại vì hôm qua mình chưa có đi với mọi người. Xong rồi sẽ ba Chi sẽ chở Chi đi học nhảy. Rồi để Chi ở chỗ học nhảy á, rồi ba Chi sẽ đi xem hai anh của Chi đá banh. Xong rồi đá banh xong rồi sẽ chở hai anh về rồi đi đón Chi, xong rồi sẽ đến siêu thị đón Kim. Nói chung là ba Chi sáng nay sẽ chạy vòng 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 á cô chú anh chị. Bây giờ mình đi nha. Kim nãy giờ tới siêu thị nè cô chú. Hồi nãy giờ cũng mua được một ít đồ. Chi muốn mua một cái bộ váy màu đen á cô chú anh chị. Bộ váy màu đen mà giống như trong phim Wednesday á, có cái cô bé mà mặc cái bộ váy màu đen rồi thắt cái bính hai bên đó. Nhưng mà Kim hồi nãy giờ Kim đi vòng vòng Kim không có thấy người ta bán váy màu đen nè. Toàn là váy công chúa màu này màu nọ thôi chứ không có màu đen cô chú ơi. Rồi không có rồi, cái này chắc phải lên mạng đặt. Vậy đã đi shopping xong rồi cô chú, nhưng mà vẫn còn sớm, một tiếng nữa ba Chi mới đến lần. Cho nên là Kim vô đây uống cà phê, ăn bánh nè. Cái xe đồ mình để ngoài kia rồi mọi người. Hồi nãy đi siêu thị Kim có mua cái chậu hoa lan này cô chú anh chị. Đó là cái cạc đem tặng cô hàng xóm, tại vì cái cô hàng xóm cổ bị bệnh. À, hôm bữa tự nhiên cái cổ ngất xỉu vậy đó. Xong rồi đi khám cổ có khối u ở trên đầu á cô chú. Tháng sau là cổ sẽ phẫu thuật lấy khối u ra. Cho nên hôm nay mình mua hoa với lại mua thiệp tặng cô, chúc cô mau khỏe. Anh cô chị. Là chị mang mắt kính. Cái hoa tulip ở nhà mình bữa nay nó nở đây nè cô chú ơi. Đây nè, đẹp quá trời luôn. Cái sớm bông ở bên đây, cái sớm bông ở bên đây bữa nay quá trời luôn rồi nè. Ngược nắng, đi xuôi nắng mới được. Đây, nở quá trời nở luôn, đẹp quá chừng. Bữa nay trời nắng đẹp, hàng xóm ở bên ngoài làm vườn. Hả? Đi qua nhà cô kế bên đã về nè cô chú. Xong rồi em Chi lại thay đồ nữa rồi cô chú ơi. Hôm nay trời nắng được 12 độ. Chi muốn đi ra ngoài chạy xe đạp nè cô chú. Được không con? Đây nè cô chú anh chị, vẽ xong để lên kệ cũng gì và này nọ lắm chứ bộ mọi người. Kim chỉ tập vẽ được chắc 4-5 lần gì đó, 4-5 bức tranh gì thôi à. Học ở trên mạng đó cô chú, lên YouTube á. Nhưng mà cái này chỉ vẽ những cái bức hình đơn giản thôi mọi người. Những cái bức tranh mà khó quá thì chưa có vẽ được á cô chú anh chị. Hai anh em Chi đi về rồi, đang đá banh nè cô chú. Hôm nay trời ấm. Bây giờ Kim đang luộc gà. Kim để cái hành này vô cho nước nó trong đó cô chú. Một hồi nữa mình lấy cái nước này mình làm súp luôn. Cái gà này lúc nãy Kim nó trụng sơ một nước rồi nè. Nước nó vừa sôi lên với lại để thêm chút muối nữa cho nó ra bớt cái bọt đó cô chú. Xong rồi bây giờ luộc. Luộc sẽ cho một chút muối và hạt nêm vào nữa cho gà nó ngọt á. Xong một chút nữa Kim sẽ làm cơm chiên gà xé. Cái bông này ở ngoài giường nè. Ở ngoài giường á, Kim đào cái củ luôn. Cái Kim để nước ở trong đây nè. Giống như là trồng thủy sinh đó mọi người. Đây nè.
hai chậu, bên đây một chậu nữa. Cái đôi giày của Chi nè cô chú, ở đâu? Cái đôi giày hôm bữa mà Kim mua trong cái tiệm đồ cũ á, có 1 đồng á. Về Kim cũng bứng mấy cái cũ ở ngoài giường giao chồng, bữa nay nó ra bông nè, ra cái bông màu tím đẹp lắm cô chú. Cái kệ này hôm bữa ba chồng Kim đóng cho đó, xong rồi để thêm một ít đồ lên trang trí mọi người. Mấy cái chậu tulip của Kim đây nè, nay nó có bông rồi. Cái đống thảm ở trong nhà giặt xong rồi, bây giờ trời không có mưa đó, Kim sẽ đem ra phơi trên cái dây này nè. Cái ghế này hôm bữa mình trải cái tấm bạc lên á, mà trời mưa thì gió nó bay, cái nước nó thấm vô, bây giờ nó hư cái bàn luôn rồi cô chú. Với lại cái bàn này là hồi năm ngoái ba Chi cũng đòi đem đi bỏ rác rồi đó, nhưng mà Kim không cho. Kim kêu giữ lại để mùa hè có làm tiệc nướng hay cái gì đó, để đồ ăn lên. Ba cái ức gà đã luộc xong rồi nè cô chú. Thì Kim đã để cà rốt, đậu Hà Lan với lại bắp Mỹ vào làm súp luôn. Kim chuẩn bị xà lách nè, nhưng mà cái này Kim rửa nhiều xà lách lắm, Kim chuẩn bị cho tuần sau ăn luôn á. Trời ơi trời, làm gì chơi? Hai anh em đang chơi mê mẩn luôn kìa. Bữa tối đã xong rồi nè cô chú anh chị. Có cơm chiên gà xé với lại xà lách cá ngừ. Nó mỗi người một dĩa như vậy đó mọi người. Cái cơm chiên này Kim cho nước tương vào đó, chứ không có cho nước mắm ha cô chú anh chị.